Dòng sản phẩm thứ hai là máy làm sữa hạt đa năng, máy xay sữa hạt Medion MD19725, có thể vừa nấu cháo, vừa nghiền nát, vừa xay các loại hạt ngũ cốc. Đây là sản phẩm tuyệt vời, có thể thao tác dễ dàng với bảng cảm ứng hiện đại trên mặt kính, vỏ nhôm cao cấp, dao bốn lưỡi làm bằng thép không gì bền bỉ, 9 chương trình tự động và linh hoạt với nhiều nhu cầu, 11 cấp tốc độ cho bạn thoải mái lựa chọn để xay mịn hoặc xay vừa đủ độ theo sở thích. Cùng với chức năng hẹn giờ tới 24 giờ, cực linh hoạt, không sợ cháy khét hay trào trong quá trình sử dụng và đặc biệt làm sạch rất dễ dàng với chương trình làm sạch tự động. Không chỉ là trợ thủ đắc lực cho các chị em trong việc nội trợ, mà còn là những thiết bị gia dụng thân thiện với sức khỏe cả nhà.